Thu nhập thấp, Việt Nam vẫn giữ danh cường quốc uống bia. Việt Nam luôn xếp thứ hạng cao về tiêu thụ bia, rượu bình quân khi đem so sánh với bạn bè trong khu vực. Tuy nhiên, về tổng thu nhập quốc nội GDP và thu nhập bình quân một người GDP một người thì chỉ xếp thứ 8/10 trong các nước ASEAN. Theo báo cáo tình hình phát triển công nghiệp thương mại của Bộ Công Thương, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam là 3,788 tỷ lít bia. Như vậy, tính trung bình mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm ngoái. Hiện mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp đối với mặt hàng bia là 55% và sẽ tăng lên 65% sau một năm nữa, nhưng sức tiêu thụ bia trong nước vẫn không ngừng tăng. Dự báo năm 2017 sản lượng sản xuất của ngành bia trong nước đạt khoảng 3,988 tỷ lít, tăng 10% so với 2016. Trong khi đó, ngành bia đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước sản xuất 4,1 tỷ lít bia, đến 2035 sản xuất 5,5 tỷ lít bia. Theo một thống kê, trong năm 2015 ước tính sản lượng bia đạt 3,4 tỷ lít, tăng 40,72% so với năm 2010, 2,416 tỷ lít. Với mức tiêu thụ hàng tỷ lít bia mỗi năm, Việt Nam trong vài năm trở lại đây vẫn được đánh giá là một trong những thị trường bia lớn nhất châu Á. Theo cơ quan nghiên cứu ngành bia Canadin, năm 2015, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam là 41 lít một người, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản tại châu Á, với mức tăng trưởng kép hàng năm trong 10 năm qua là 6,4% và 5 năm qua là 5,7%. Lý do khiến một nước đang phát triển như Việt Nam trở thành thị trường lớn đối với bia là thức uống này được đặc biệt ưa chuộng tại đây, chiếm đến 94% lượng tiêu thụ đồ uống có cồn. Giới phân tích cho rằng, thị trường bia Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ dân số trẻ và thu nhập tăng. Với dân số có tuổi trung bình là 30 tuổi và kinh tế tăng trưởng mạnh, dự báo, sản lượng ngành bia Việt Nam trong 5 năm tới sẽ tăng trưởng 4% đến 5% năm. Mặc dù Việt Nam luôn xếp thứ hạng cao về tiêu thụ bia, rượu bình quân khi đem so sánh với bạn bè trong khu vực, tuy nhiên, khi tính về tổng thu nhập quốc nội GDP và thu nhập bình quân một người GDP một người thì Việt Nam lại thua xa với các nước châu Á như Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí chỉ xếp thứ 8/10 trong cộng đồng các nước ASEAN. Theo những thông tin công bố trước đó, lượng rượu bia trung bình sử dụng trên thế giới không tăng trong 10 năm qua, trong khi đó ở Việt Nam lại tăng trưởng theo đường thẳng đứng. Trước đó, Bộ Y tế từng phát đi thông báo, mức độ tiêu thụ bia rượu của người Việt Nam trong 10 năm trở lại đây đã tăng gấp 2 lần. Dự báo đến năm 2025, sẽ tăng lên đến 7 lít một người một năm. Tỷ lệ tiêu thụ bia rượu của Việt Nam hiện nằm trong top 25 của thế giới. Hiện cả nước có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia, trong 63 tỉnh thành phố trên cả nước hiện nay chỉ có 20 tỉnh là không có cơ sở sản xuất bia. Sản lượng sản xuất của các cơ sở sản xuất tập trung ở các tỉnh thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế với sản lượng lên tới 4,8 tỷ lít bia một năm, đủ cung ứng cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nhập khẩu khoảng 3 triệu lít bia mỗi năm và xuất khẩu trên 70 triệu lít.